Tình giáo xứ giàu tiếng, một ngày sinh hoạt hè, thiếu nhi giàu tiếng. Sau những tháng ngày miệt mài sách vở ở lớp văn hóa, cũng như lớp học giáo lý, đoàn thiếu nhi thánh thể giáo xứ giàu tiếng đã được cha sở, hội đồng mục vụ giáo xứ và các anh chị giáo lý viên thưởng cho một ngày sinh hoạt hè thật bổ ích. Vào thứ Bảy, ngày 4 tháng 8 năm 2018 vừa qua, với chủ đề Học với Giê-xu. Theo sự sắp xếp của ban tổ chức, các em tập trung từ 6 giờ 30 để được các anh chị huynh trưởng điểm danh và hướng dẫn về quy định của ngày trại hè năm nay. Đúng 7 giờ, các em bắt đầu ngày trại bằng nghi thức nhập trại. Tiếp theo, sau nghi thức nhập trại, vào lúc 7 giờ 30, Cha xứ Giuse Nguyễn Thái Nghĩ đã có mặt để tuyên bố khai mạc trại hè bằng nghi thức chào cờ và bài hát thiếu nhi tân hành ca. Cha sở Giuse có lời chào và chúc mừng đến các em về tham gia trại hè năm nay thật đông vui. Chúc các em có một ngày sinh hoạt thật bổ ích. Liền sau đó, với tổng số 130 em tham gia trại được chia thành 9 nhóm để nhận lều trại. Sau khi nhận lều trại đã ổn định, các em bước vào tham gia các hoạt động đầu tiên là trò chơi tìm về cội nguồn qua phần vượt trạm với cự ly khoảng 3 km, chia làm 6 trạm dừng. Mỗi trạm dừng là một trích đoạn cựu ước được quý gì các anh chị huynh trưởng, giáo lý viên gợi ý để các em trả lời. Đội nào giải thích đúng sẽ được ghi điểm để chuyển đến trạm tiếp theo. Sau 3 giờ thử thách, tất cả các đội đã lần lượt về đích thành công. Đến 11 giờ 30, các em được nhận phần ăn trưa tại lều riêng của từng đội. Sau bữa ăn trưa là giờ nghỉ trưa, tiếp thêm cho các em tinh thần sống đoàn kết, yêu thương với nhau. Buổi chiều là phần thi hỏi đáp Thánh Kinh. Các em được hiểu biết thêm kiến thức giáo lý Kinh Thánh qua các câu hỏi đáp giúp ích cho đời sống đức tin của chính mình. Sau phần thi Thánh Kinh, các em tham gia các trò chơi thi đua thật vui nhộn qua các trò chơi gấu ăn trăng, truyền banh, đổ nước vào chai, bịt mắt đập nước. Kết thúc trò chơi lúc 16 giờ, các em được ban tổ chức cho nghỉ giải lao, thay đồ và dùng bữa ăn chiều, mỗi em một phần bánh canh. Đến 17 giờ 30, các em cùng cộng đoàn tham dự thánh lễ chiều thật sốt sắng. Đúng 19 giờ, thời tiết có phần dễ chịu hơn, các em tập trung tại sân nhà thờ để bước vào đêm lửa trại. Dưới ánh lửa bập bùng, 9 đội chơi đã lần lượt trình diễn những tiết mục thi ca với những tiểu phẩm mà các em thể hiện nhằm giáo dục đức tin và những kỹ năng trong cuộc sống hàng ngày. Các tiết mục thật đặc sắc phong phú. Một ngày đáng ghi nhớ và trân quý biết bao. Mong sao mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người, để dẫu cuộc sống còn có những thách đố, nhưng niềm tin vào Chúa Kitô sẽ không bao giờ bị mai mọt, nhưng ngày càng cháy lên trong lòng các em thiếu nhi thánh thể.